Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật lại cái giá xe của cái dòng xe Mazda CX-5 ở cái thời điểm mà vào ngày 17 của tháng 7 rồi. Thì cái thông tin chính sách giá mới nhất của Thaco họ đã đưa về cho chúng em rồi. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em cái giá lăn bánh cho anh em ở Hà Nội này, ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở các tỉnh áp thuế 12% và các tỉnh áp thuế 10%, và tính cho anh em cái số tiền mua qua trả góp, và cái con số mà em tính cho anh em đó là cho anh em vay tối đa 85% giá trị xe trong vòng 8 năm. Với cái mức lãi suất hiện tại thì đang vào khoảng 0.7% một tháng của năm đầu, và các năm tiếp theo của nó vào khoảng 0.9% một tháng các năm tiếp theo nhá. Đó. Thì dòng Mazda CX-5 này nó sẽ là có 3 phiên bản cho anh em lựa chọn. Đó là phiên bản 2.0 Premium này, 2.0 Luxury và 2.0 Deluxe ạ. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Cái thời điểm này thì xe của bên em rất là sẵn, mà anh em nào ký chờ tháng 8, tháng 9 thì giá chính sách của nó sẽ là ưu đãi hơn khi mà anh em lấy xe sớm. Đó. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản 2.0 Deluxe ạ. Cái bản 2.0 Deluxe này thì hiện tại cái giá của nó đang là 839 triệu ạ. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng về tiền mặt đấy, giảm cực kỳ nhiều. Thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 925 triệu. Và mua qua trả góp ấy thì hiện tại nó đang vào khoảng 241 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại nó đang vào khoảng 908 triệu. Và mua qua trả góp anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 225 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại nó đang vào khoảng 906 triệu. Và mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 222 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại nó đang vào khoảng 890 triệu. Và mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 207 triệu. Đó. Cái con số này là anh em có thể tự đi đăng ký nhé. Còn anh em nào muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm một chi phí dịch vụ giúp em ạ. Và cái con số này thì em cũng chưa tính cái bảo hiểm thân vỏ cho anh em, vì nó là trả thẳng. Còn đâu nếu mà trả góp thì anh em vui lòng cộng thêm cái tiền chi phí bảo hiểm thân vỏ giúp em ạ. Đó. Những cái khoản mà em tính vào cho anh em ấy, nó bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản 2.0 Luxury ạ. Cái bản 2.0 Luxury này thì hiện tại cái giá của nó đang là 879 triệu ạ. Cái dòng này thì đang được ưu đãi về tiền mặt này, nó cũng tương đối là nhiều, và cái con số quá là nhiều khi mà anh em gọi trực tiếp cho em thì lúc đó em sẽ chia sẻ cái mức giá cạnh tranh hơn, và em sẽ hỗ trợ bán cho anh em trực tiếp anh em ở Hà Nội nhá. Còn anh em các tỉnh có thể tham khảo, hoặc là muốn có giá tốt thì anh em vui lòng gọi điện cho em ạ. Thì lúc đó em sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Đó. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như quà tặng ấy, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 965 triệu. Còn mua qua trả góp ấy thì hiện tại đang vào khoảng 247 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang vào khoảng 948 triệu. Và mua qua trả góp anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 231 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 946 triệu. Và mua qua trả góp anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 228 triệu. Lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang vào khoảng 930 triệu. Và mua qua trả góp anh em cần chuẩn bị cho em là 213 triệu. Cái con số này thì em sẽ tính tròn nhé. Còn con số đằng sau thì anh em vui lòng không cần để ý ấy, vì khi mà anh em gọi điện trực tiếp cho em thì giá nó sẽ còn tốt hơn như thế này cơ. Đó. Em vẫn hỗ trợ cho anh em 85% giá khoản vay tối đa là 85% giá trị xe trong vòng 8 năm. Đó. Và những con số mà em đang tính cho anh em nó bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và cái phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Nó chưa bao gồm cái chi phí dịch vụ khi mà anh em đăng ký chọn gói, và cũng chưa bao gồm cái bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó. Anh em mua qua trả góp thì sẽ là bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ. Đó.
Ok, tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 2.0 Premium ạ. Cái bản 2.0 Premium này thì hiện tại cái giá của nó đang là 919 triệu. Về khuyến mại về tiền mặt thì nó quá là nhiều rồi, cái giá mới rồi. Đó. Còn cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng có điện trực tiếp cho em thì em sẽ chia sẻ để cho đỡ bị vi phạm chính sách anh em nhé. Đó. Thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 1.005 tỷ. Và mua qua trả góp ấy thì hiện tại nó đang vào khoảng 253 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại nó đang vào khoảng 988 triệu. Và mua qua trả góp anh em cần chuẩn bị cho em là 237 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại nó đang vào khoảng 986 triệu. Và mua qua trả góp anh em cần chuẩn bị cho em là 234 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% ấy thì hiện tại nó đang vào khoảng 970 triệu. Và mua qua trả góp anh em cần chuẩn bị cho em là 219 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em ba cái phiên bản của cái dòng Mazda CX-5 ở cái thời điểm 17 tháng 7 rồi. Đó, cái giá chính sách mới. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay muốn có bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào nhá, thì anh em vui lòng gọi điện trực tiếp cho em đi và gọi ngay cho em thì để em chia sẻ một cách chi tiết và cụ thể hơn ạ. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em ạ.